Ngày 27 tháng 2, nhân viên T của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ mà đất sân bay Việt Nam đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân việc phục vụ hành khách đi xe lăn. Dòng trạng thái này sau khi đăng tải đã gây phản ứng mạnh khi người khuyết tật vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, cần được sự quan tâm chăm sóc của cả xã hội, thay vì bị kỳ thị và phân biệt đối xử. Sau khi đăng dòng trạng thái này, rất nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự không đồng tình, lên án hành vi miệt thị người khuyết tật hiện dòng trạng thái này đã bị chủ nhân ẩn khỏi trang cá nhân. Theo lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam, đây hoàn toàn là hành vi của cá nhân do anh này tự ý đăng tải và không đại diện cho các tôn chỉ phương châm phục vụ hành khách của công ty. Công ty cho biết đã đình chỉ công việc của nhân viên T và xem xét áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định của công ty. Lãnh đạo công ty cũng gửi lời cáo lỗi cùng cộng đồng vì nhân viên đã có thái độ nhận thức chưa đúng đắn về việc phục vụ hành khách dẫn tới các phát ngôn phản cảm không đúng chuẩn mực. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ mặt đất tại nhiều sân bay của Việt Nam, tập trung chính ở sân bay nội bài Hà Nội, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Tại thời điểm chưa xảy ra dịch COVID-19, công ty này có khoảng 3.500 nhân viên, phục vụ trung bình gần 600 chuyến bay một ngày, cung cấp dịch vụ mặt đất cho gần 70 hãng hàng không trong nước và quốc tế.